Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Tiếp đến cuốn video thứ 3. Sau 2 năm tôi trở lại thăm vườn cảnh anh Khải Vân tại Lý Nhân, Hà Nam. Thực sự là khi ngắm cây hoa nhài này tôi cảm thấy rất là tuyệt vời. Đây mới dùng từ là hoa nhài cổ một cách xứng đáng. Bởi vì tôi thấy các anh nhiều khi đăng tải lên hình những cây hoa nhài chỉ có răm 7 năm thôi, cái búi nó to thì to thật nhưng mà nó còn non lắm. Mà đã dùng từ là chậu nhài cổ rồi, chưa xứng đáng. Đến chậu nhài này tôi mới thực sự là ngỡ ngàng. Đấy, chúng ta đang ngắm một cây, một tác phẩm nhài cổ. Và một gốc chia hai nhánh thân đưa lên quấn quýt vào nhau rất là dẻo, lao thêm một cái trụ để đỡ, chứ nếu không có cái trụ thì cũng khó mà đứng vững được. Đấy, đây là cái trống, sau đó được tạo dáng theo tán lọng. Và đẹp quá. Sở dĩ anh Khải Vân có nói là nhài ba lá, chúng ta nhìn thấy các cái đốt lá này, lúc nào mỗi cái đốt này là đều có ba cái lá. Đấy, ba lá hoa kép đẹp. Hôm nay tôi lại được thêm cái danh từ mà lần đầu tiên mới chứng kiến, đó là nhài ba lá. Mỗi cái đốt này không phải có hai lá đối nhau mà là ba lá, rất hay. Vâng, anh đến ngồi vào cái góc bể kia đi, góc này đấy, ghé mông vào đấy ngồi đi. Úi giời ơi, nào Đỗ Sinh chụp kiểu ảnh nhá. Tôi cảm nhận cái hình ảnh này rất là tuyệt vời. Chụp này anh Khải Vân với cây nhài cổ của anh, phía sau để làm nền cho cây nhài cổ. Tôi thấy anh bố trí một cái bức tượng người phụ nữ đây, lấp ló này. Nếu mà chúng ta mà nhìn qua hình ảnh này lại tác động đến cái sự tò mò của con người, muốn nhìn người phụ nữ phía sau cái bóng dáng của cây nhài này có cái nét đẹp như thế nào. Đấy, chúng ta nhìn thấy rất là thấp thoáng sau những cái sợi, những cái dây của hoa nhài nhé. Bức tượng này tự anh làm đấy à? Tự anh làm. Tự anh làm đấy. Đây, chúng ta đã cận cảnh rồi. Người phụ nữ mặc váy đang đỡ một cái tác phẩm bonsai nghệ thuật, đó là cây cần thăng. Đấy. Và hoa hồng, hoa nhài thì được hay được gắn với cái hình ảnh của người phụ nữ. Lần trước anh về anh quay là cây hoa hồng. Vâng. Sapa. Lần trước là đặt chỗ này là hồng cổ Sapa. Vâng. Bây giờ anh chuyển sang hoa nhài rồi. Cái cục hồi xưa hoa nhài. Vâng. Bình thường dễ chịu. Đúng rồi. Không thơm cũng thể hoa nhài. Đẹp quá. Thế thì lần sau 2 năm nữa tôi về thì anh lại đuổi thành hoa gì đặt thay vào. Có thêm một cây khác. Tuyệt vời quá nhỉ. Và bên cạnh em nhài thì có cả em Nguyệt đứng cạnh nữa. Cái hoa nhài cổ này mà bây giờ có ai yêu thích thì giá bao nhiêu anh ơi? Cái này có ai yêu thích thì 50 triệu. Vâng, giá 50 triệu. Rồi. Dọc cu này mình đưa luôn trong cuốn này đi tí, đi lướt qua cái nhá. Vâng, tiếp tục là cũng những cái chậu nhài cũng. Nhài ba lá.
cũng là nhài cổ ba lá mà gốc cũng cũng cực kỳ là già đây rồi. Anh hay sở hữu được những cái hàng độc ghê nhỉ, sưu tầm, chịu sưu tầm toàn những hàng độc về đây. Cứ này, bán được cây xanh nào mà tôi chuyển sang mua các cây đây. À, cho nên là tôi thấy vườn xanh của anh nếu mà dòng những cây xanh chỉ có vài cây thôi mà. Bán hết các cây xanh già đúng không? Đơn vàng này. Vòng ở đằng trước anh ạ, cái cây cũng vứt qua không? Cái này của anh đẹp mà, hai thân song siêu quá đẹp mà. Tiếp tục chúng ta chuyển sang phía trước nhé. À, sau cuốn sau này tôi sẽ giới thiệu với các bạn những dòng mini nữa. À, chắc tầm khoảng 4 cuốn thôi. Vào trong sân để xem một cái nhài nữa. Đây là nhài hai lá này, nhài hoa đơn, hoa mía mía mỏng. Đây là nhài hoa đơn mà nhài hai lá hoa mía. À, có phải hoa nhài này thì khi nụ bắt đầu mới nở nó màu tím không? Vâng. Sau đó chuyển sang màu trắng đúng không anh? Vâng. Nếu như lan là gọi đột biến. Đột biến đấy. Lan đột biến. Vâng. Quý như lan đột biến đấy. Đấy. À, anh treo cái giò lan kia vào cây hoa nhài bên kia đi. Không phải để quên mất. Không, kia kìa. Kia kìa. Cái cây là cây nhài nãy quay ấy. Hai cái giò lan treo bờ rào kìa. Ôi cây này được cái ba thân đẹp quá nhỉ. Cây ngọc bút. Cây ngọc bút ba thân của anh quá đẹp. Cây này có giao gì không anh? Không, cây này để chơi. Cây đẹp cây quá nhỉ. Không đáng gì tiền cả. Thì cây của các cụ là trong cửa nhà mình để. Những cây ngọc bút đẹp, cây nhài, đẹp quá. Cây nâu, cây đơn là buộc phải có. Vâng, thế còn đây là cây ngọc lan. Ngọc lan. Ngọc lan. Hoa ngọc lan đây. À, các bạn lại nhớ đến tác phẩm truyện ngắn Hương Hoa Ngọc Lan. Mùa này có phải mùa hoa ngọc lan không anh? Mùa này là mùa hoa đấy nhưng chưa ra. Chưa ra đúng không? Mới cắt kiểu cắt muộn quá, tốt quá. Ra muộn, nằm ngoài xài lắm. Kín cây một. Thơm lắm, nếu mà cây này mà có hoa đứng giữa sân đây thì thơm là kinh khủng khiếp. Rồi. Ok. Vâng, cuốn này chúng ta đi thiên về những cây loại hoa này, rất đẹp, những cây mẫu đơn đỏ này. Cái này dòng đơn văn chấn đấy, dòng đơn siêu hoa và đơn văn chấn đấy, hoa quanh năm. Vâng. Không lúc nào trên cây thiếu hoa. Đơn văn chấn Yên Bái đây. Đơn quý. À, tiếp đến một cây nguyệt quế này. Cái gạo mà rơi.
À, cây nguyệt quế đang được nhìn cũng rất là đẹp, thanh cao. Hay quá nhỉ. Anh Khải ơi, cây nguyệt quế này mà giao lưu giá bao nhiêu anh ơi? Cây nguyệt quế này thôi. Hả? 40 triệu à? Cây đẹp quá, cây dáng dáng tùng. Chậu mới mua 4 triệu rưỡi rồi. Vâng. Chậu mới thay chậu. 4 triệu rưỡi. Mới thay cái chậu 4 triệu rưỡi. Rồi. Cây này mà nó thiết kế một cái tay xà xuống thêm khoảng độ 20 phân nữa thì quá đẹp. Nó thành cái tán lịch. Đấy, thằng ấy nó đuổi tiếp xuống. Đấy, đấy, đấy mới là đẹp. Đúng rồi. Nó phải thế cơ. Nó thành cái tán lịch. Tuyệt vời, tuyệt vời. Giá 40 triệu. Vâng. Không lấy chậu thì 35 triệu. Chậu 4 triệu rồi. Mai tứ quý. Vâng. Giả lắm. Cây mai tứ quý mà nó đanh lại này. Nói chung là anh này chơi cây lục lõi đấy. Chủ yếu là những cây già đấy. Già cũng 80 tuổi cũng bán những cái cũng kêu mà. Vâng. Được rồi. Mới cắt đi thôi. Vâng, tiếp tục ở góc này chúng tôi thấy anh Khải Vân có cây me. Và chúng ta chuyển tiếp đến cây lộc vừng. Hai cậu con trai đâu rồi? Hai anh Khải nhỏ đâu? một sinh viên cấp 3 và một sinh viên cấp 2 đúng không? Nào. À, đến đây chụp với bố nhá. Không nắng. Nắng mới đẹp. Nào, đứng đây được rồi. Bây giờ đây. Dịch vào kia để lấy cái đơn đằng sau nó nổi lên. Rồi. Thằng cậu nhỏ. Con hơn cha. Thôi, ba việc gì đâu mà không quan trọng. Được rồi, hai thằng con hai bên. Nào, lần trước là có cả bố mẹ đấy. À, có cả mẹ cháu đấy. Nào, khép chân vào một tí nhá. Rồi, bây giờ bác chụp ảnh này, nhìn đây nhá. Nhìn đây, bác chụp này. Xong rồi, tuyệt vời. 2 năm về thăm lại nên nó lớn kinh nhỉ. Cũng trẻ nó phát triển rất nhanh. Phát triển rất nhanh. Vâng, chúng ta đến tiếp với cây hoa giấy này. Cây hoa giấy này anh Khải đã tạo dáng liễu rủ, tất cả những tay rơi theo chữ truyện. Thuần trọng lắm rồi. Cũng khá lâu rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
con chó rồi. Con chó. Ở nhà ăn luộc thì chó mắt nhất. Và chúng ta đến với cây sam trái dáng thác đổ. Và chúng ta chuyển đến cây si này. Si này si búp hồng ạ. À. Si trắng nhưng mà dáng đẹp ấy. Dáng đường đi rắc co của thân rất là độc đáo. Bệ đẹp. Cây này khả năng cây si đồng tiền anh ạ. Si đồng tiền ra khác. Không, lá tròn lắm. Đây là mặt đối diện. Lớp mới thay lá nhỉ. Với cây này xanh. Vâng, xa xa phía bên kia chúng ta thấy anh Khải Vân có cặp xanh này, dáng trực mà tán trên đó, là tán hình lọc. Và đấy là một cây. Và một cây bên này. Chúng ta chia sẻ một cây gần đây nhất thôi. Đấy, hai cây đối xứng với nhau qua trước khuôn viên gia đình, sát với bờ ao cá. Đối xứng từ chậu cho đến bóng cây luôn, rất đẹp. Đấy, tất cả phía trên này tuyệt vời. Hai cây tán lọc. Vốn dĩ đây là những cây xanh tán tầng. Sau đó các anh xử lý để chơi một tán thôi. Là lấy một cái tầng. Đây chắc là tầng thứ nhất này, thứ hai, thứ ba. Tầng thứ tư. Và sau đó chặn lại để đưa ra theo khung, tạo một cái tán ô rất là tuyệt vời. Vâng. Rất nhiều các anh đến đây để câu cá. Cặp xanh dáng trực huyền ngoài bờ ao này, in bóng xuống bờ ao rất đẹp. Vâng, chào các anh nhé. Chào bác Lộ Sinh ạ. Rồi. Chào bác, chúc bác luôn mạnh khỏe ạ. Vâng, cảm ơn anh. Cháu là Tùng Taxi Ao Vì ạ. À. Gọi là 0989 105 103. Vâng. Cái bao gì ạ?
Cây lục bừng. Làm cứ một khai riêng này nè, khai riêng. Bây giờ. Và ngoài cái ao lớn trước mặt thì anh có thiết kế một cái ao cá hồ, một cái chỗ mà anh ấy, vừa là cầu chỗ ngồi câu cá nhưng mà lại là cạnh một cái lầu trà để ngồi thưởng trà ngắm cá luôn. Cá kia có vẻ là cá hỏa tiễn không? Hỏa tiễn. Vâng. Ui rồi, con này dễ thì phải đến 10 cân anh nhỉ? Hay 14 cân? 18, 9 cân. Thế á? Thế trên nhà thằng Cường nó có một đôi là hai con là 14 cân. Em có một con ở dưới kia của thằng 15 cân, em chú bắt lên, ừ. Ao chú bắt lên. Để cái ao con ở sau, quên mất không biết lên. Đẹp quá nhỉ. Ui dồi, con này to thật đấy. Vâng, Đỗ Sinh xin kết thúc cuốn video này để chúng tôi chuyển sang một cuốn sau nữa, chia sẻ với các bạn những tác phẩm bonsai mini và tầm nhỏ tại không gian vườn cảnh anh Khải Vân. Số điện thoại của anh Khải Vân trên màn hình ở phút đầu phút cuối, sau dòng chữ Khải Vân để chúng ta giao lưu.